Chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng tư vấn bán hàng. Bài 11: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng của khách hàng tiềm năng nha các bạn. Khách hàng tiềm năng là người có nhu cầu cần sản phẩm, muốn sở hữu sản phẩm. Và khi chúng ta muốn bán được một sản phẩm thì cần phải có nhiều hơn một khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm của chúng ta. Tỷ lệ này có khi là 5, 10, 20 khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm thì chúng ta mới bán được cho một khách hàng. Như vậy muốn bán nhiều sản phẩm để đạt doanh số đề ra, ta cần phải tìm kiếm nhiều khách hàng tiềm năng, đúng các bạn? Điều đó có nghĩa là không có khách hàng chúng ta không thể kinh doanh. Nếu không có khách hàng tiềm năng, công ty không thể bán được sản phẩm, công ty sẽ bị phá sản. Điều này thì người làm kinh doanh, người bán hàng ai cũng biết. Và bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong bán hàng, đó là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Họ ở đâu đây các bạn? Khách hàng tiềm năng ở khắp mọi nơi, chúng ta chỉ cần lên kế hoạch để đi tìm mà thôi. Và chúng ta phải có con số rõ ràng để chúng ta có cái mục tiêu và kế hoạch. Có nhiều nguồn để chúng ta tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định phân khúc của sản phẩm dịch vụ của chúng ta đang bán để xác định ai là khách hàng của mình. Họ là nam hay nữ, thu nhập tầm bao nhiêu, nghề nghiệp của họ là gì, họ sống ở đâu, họ thường mua sắm ở những nơi nào, sở thích ra sao, tần suất mua sản phẩm của họ như thế nào, v.v. Ví dụ chúng ta xác định khách hàng tiềm năng của sản phẩm là văn phòng phẩm như sau. 10% khách hàng đem lại lợi nhuận cho công ty hoặc là doanh thu cho công ty lớn nhất, đó là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cái người liên hệ đó là nhân viên hành chánh nhân sự, độ tuổi tầm 25 đến 30. Họ thích mua qua điện thoại và online. Họ không có cái tác động nào tới quyết định mua hàng cả, chỉ là đầu mối liên lạc mà thôi. Người gây ảnh hưởng đó là giám đốc nhân sự, trưởng phòng hành chánh, kế toán trưởng, độ tuổi từ 35 đến 55, nam hoặc nữ. Người có thẩm quyền quyết định đó là giám đốc, độ tuổi từ 35 đến 60, nam hoặc nữ, thích được nịnh. Và có nhiều nguồn khai thác, thì sau đây tôi xin giới thiệu một số nguồn. Nguồn khai thác hỗn hợp. Chúng ta gõ cửa công ty tiềm năng để gửi tờ rơi, brochure, video, DVD, CD, hình ảnh đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu đến họ về sản phẩm của chúng ta. Chúng ta liên hệ các công ty theo vùng địa lý, theo ngành. Ví dụ như chúng ta gọi điện, gửi email, gửi SMS. Rồi khách hàng đến từ việc mà chúng ta quảng cáo, từ công ty chúng ta quảng cáo online, offline, hay là quảng cáo trên TV, radio. Rồi khách hàng hỏi thông tin từ website của chúng ta, sau khi họ xem trên website của chúng ta. Nguồn kế tiếp đó là nguồn khai thác trực tiếp, thì qua người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, có thể là khách hàng tiềm năng của chúng ta luôn. Đối với những khách hàng hài lòng và khách hàng cũ, chúng ta phải có kế hoạch để mà khai thác. Hoặc là đối tác giới thiệu khách hàng cho ta. Hoặc là khách hàng tiềm năng đến từ cấp dưới hoặc là từ cấp trên giới thiệu. Chúng ta có thể liên lạc khách hàng tiềm năng qua cái danh bạ, qua cái danh sách khách hàng tiềm năng chúng ta có được. Chúng ta có thể gửi email, SMS. Chúng ta phát tờ rơi, tặng nhà, dựng standee để tư vấn lưu động. Hoặc là chúng ta tham gia các diễn đàn. Chúng ta đăng tin post bài trên các sàn thương mại điện tử, trên Facebook, trên YouTube, v.v. Và cái nguồn kế tiếp nữa là nguồn khai thác gián tiếp, thì công ty chúng ta tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm để mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chúng ta tham gia là thành viên các hiệp hội, quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Hoặc là chúng ta tổ chức các buổi hội thảo chuyên ngành để mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chúng ta tổ chức các cuộc thi, các cuộc tranh tài, hoặc là thực hiện các chương trình quà tặng, cung cấp dịch vụ miễn phí, v.v. Rồi chúng ta cho khách hàng dùng thử sản phẩm để mà trải nghiệm, hoặc là tham gia tài trợ các sự kiện như thể thao, tham gia các hội chợ, event chuyên ngành, v.v. để mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và đây là cái ví dụ của bạn theo dõi và sàng lọc khách hàng tiềm năng, thì các bạn kẻ cái bảng giống như tôi vậy đó. Còn ngoài cùng bên trái đây thì nó là khách hàng tiềm năng, ví dụ công ty A, công ty B cho tới công ty D, rồi khách hàng cá nhân như Nguyễn Văn A tới Nguyễn Văn D. Rồi những cái cột kế tiếp thì ví dụ như là gọi điện nè, gõ cửa, gửi thư, gửi email, website, giới thiệu, kết quả, ghi chú. Thì đây là những cái cách mà chúng ta tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Ví dụ khách hàng là công ty A thì tôi gọi điện, tôi đánh dấu chéo vô đây. Công ty D tôi gõ cửa, tôi đánh dấu chéo vô đây. Khách hàng Nguyễn Văn A tôi gửi email, tôi đánh dấu chéo vô đây. Và tôi thấy là feedback của khách hàng thì tôi đánh giá vô là tốt hoặc không tốt. Rồi bên cột ghi chú thì chúng ta ghi chú cho nó rõ vô. Ví dụ tốt thì khách hàng quan tâm, đồng ý gặp. Không thì không có nhu cầu, không liên lạc được. Ghi chú thì chúng ta ghi rõ thêm thông tin, bước kế tiếp làm gì, nhận xét vô trong đó.
Và tiếp một ví dụ nữa là về cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thì cái ví dụ hồi nãy chúng ta đã có nghĩa là khách hàng mua văn phòng phẩm đó, thì cái cách làm là chúng ta làm thân với giám đốc nhân sự này, làm thân với trưởng phòng hành chánh này, có thể tặng cái giỏ quà trị giá 300 ngàn mỗi tháng lần. Rồi sau đó nhờ họ giới thiệu người quyết định mua hàng cho ta, ví dụ vậy. Chúng ta tìm kiếm trong cái mối quan hệ cá nhân của chúng ta để phát hiện ra cái khách hàng tiềm năng. Rồi chúng ta tìm trên website của cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu để lấy thông tin, chọn lựa lần lượt khoảng 50 doanh nghiệp đi, rồi chúng ta sẽ liên lạc với họ. Rồi tặng quà lưu niệm mỗi 2 tháng lần, tặng không cần lý do, kèm thư giới thiệu mà thôi, để gặp được đúng người ảnh hưởng đến việc mua hàng. Rồi chúng ta tìm kiếm các đồng nghiệp, bạn hàng, bạn bè, các cùng tập khách hàng nhưng cung cấp sản phẩm dịch vụ bổ sung hỗ trợ mà không cạnh tranh để mà chúng ta cùng khai thác. Chúng ta xây dựng các gói combo với sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kết hợp với doanh nghiệp khác. Chúng ta có thể tặng hàng mẫu, hàng dùng thử khi có cơ hội trực tiếp đến gặp khách hàng. Sau đây là ví dụ 19 cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng của bất động sản. Thứ nhất là khách hàng cũ. Thì khách hàng cũ là ai? Thì là khách hàng những đã mua hoặc là không mua nữa, hoặc là khách hàng đã có của công ty trong data công ty mà những người trước là đã nghỉ rồi họ không còn làm nữa, thì chúng ta có thể khai thác khách hàng đó qua việc gọi điện, gửi thư, gửi email, gửi thiệp sinh nhật, mời cà phê, vân vân để mà tiếp cận. Thứ hai là khách đã mua giới thiệu người quen, người thân mua tiếp. Thì khi bán hàng thành công rồi chúng ta phải hỏi, khi chúng ta chốt được cái đơn hàng thành công rồi đó thì chúng ta phải hỏi cái khách hiện tại đó, nhờ họ giới thiệu cho chúng ta. Thứ ba là phát tờ rơi, thì chúng ta có thể phát tại nhà, tận nhà hoặc là ở cái nơi đông người như ngã tư đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị, vân vân. Thứ tư là đăng tin, đăng bài, thì chúng ta có thể đăng tin VIP hoặc đăng tin miễn phí, đăng trên các sàn thương mại điện tử, các trang web chuyên ngành, các diễn đàn, vân vân. Thứ năm là gửi SMS, là các bạn sử dụng phần mềm để gửi SMS cho nó nhanh, thì qua các nhà mạng như là Vinaphone, Mobilephone, Viettel, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể gửi tin nhắn qua Viber hoặc Zalo. Thứ sáu là gửi email, sử dụng phần mềm để gửi, hoặc có thể gửi bằng email cá nhân nhưng mà một ngày chỉ nên gửi 10 email thôi các bạn, nếu gửi nhiều quá sẽ đưa vào danh sách đen. Thứ bảy là gửi thư kẹp tờ rơi đến nhà, từ gửi hoặc kết hợp với công ty chuyển phát nhanh để họ gửi cho chúng ta. Thứ tám là share phone, thì chúng ta có thể mua cái data, mua danh sách khách hàng tiềm năng đó, hoặc là danh sách khách hàng tiềm năng từ cấp trên đưa xuống chúng ta gọi điện, hoặc là chúng ta lấy cái trang vàng ra để mà gọi điện, vân vân. Thứ chín là tự làm website, thì chúng ta có thể thuê cái dịch vụ thiết kế web đó, họ thiết kế cho ta một cái website để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ chúng ta đang bán. Thứ 10 là chúng ta chạy Google AdWords. Thì sau khi đã có website, nếu có ngân sách thì chúng ta chạy quảng cáo Google AdWords ha. Có tiền nhiều nữa thì chúng ta chạy GDN. Thì GDN chi phí nó hơi cao nhưng mà hiệu quả nó tốt hơn nhiều. 11 là mạng xã hội, hoặc là đưa video lên YouTube. Thì các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, LinkedIn, vân vân. Còn video thì chúng ta làm, tạo cái video để up lên YouTube, Facebook để mà tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Dán poster thì nơi khách hàng lui tới thường xuyên thì chúng ta dán ở đó để mà có được sự quan tâm chú ý của họ. 13 là dựng standee hoặc là đeo vào người, đứng ở các nơi đông người, nơi có nhiều người qua lại. 14 là chúng ta thuê quầy trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà văn phòng để mà tư vấn cho khách hàng. 15 là kẹp tờ rơi ở các quầy tính tiền trong cái siêu thị, trung tâm thương mại để mình giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. 16 là tham gia diễn đàn online, offline để mà khuếch trương thương hiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thứ bảy là mở rộng network, ví dụ là hợp tác với môi giới bất động sản khác, hợp tác với các bạn tín dụng, bảo hiểm, ô tô, nội thất, xây dựng, nhà hàng, spa, tiệc cưới, hình cưới, vân vân để mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 18 là tham gia các câu lạc bộ, hiệp hội để mà khuếch trương thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 19 là liên kết với đối tác để đặt kệ tờ rơi hoặc là gửi e-newsletter hoặc là quảng cáo ở cái máy ATM, vân vân. Kết thúc bài 11, chúng ta đã đi qua cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn video sau.